Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới rồi đây. Nhân vật của video ngày hôm nay sẽ là em Son phiên bản giới hạn Sadaharu Aoki Paris nhà Shuemura. Limited Edition lần này được thiết kế độc quyền cho bộ sưu tập mùa xuân năm 2021 của Shuemura với sự hợp tác của Sadaharu Aoki, một đầu bếp tiệm bánh Nhật Bản từng đoạt giải thưởng và là người được biết đến với những sáng tạo hoàn hảo mang tinh hoa của Nhật Bản. Cùng với hương thơm matcha ngon tuyệt được truyền vào công thức đặc trưng của Son Su và các đường biểu tượng của bánh sẽ được tráng men trên mặt trước bao bì, tạo thêm được sự hay ho đặc trưng và mới lạ của sưu tập giới hạn lần này. Nhìn qua thôi là đã thấy rất là thích mắt rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ không chần chừ gì nữa, cùng bắt đầu vào video thôi. Bộ sưu tập giới hạn kết hợp cùng nghệ nhân bánh ngọt đa tài Sadaharu Aoki Paris mang tên là Matcha Rouge Unlimited Matte, nên bao bì mang sắc xanh lá làm chủ đạo rất là nổi bật và nghịch ngợm. Thân son vẫn rất chắc chắn và cực kỳ nặng tay. Về chất lượng của son Shuemura thì luôn là đỉnh của chóp rồi, nên là mọi người nhất định phải thử qua nha. Đây là dòng son lì lâu trôi mang công thức cải tiến kết hợp giữa lớp nền mờ siêu mịn và kết cấu dạng kem gồm hai sắc thái tươi ngon mới được tạo ra là hai màu mới cùng với hai trong số các sắc thái đặc trưng của Shu hiện có sẵn trong phiên bản giới hạn lần này, và mình sẽ swatch đủ cả bốn màu cho mọi người xem nha. Đầu tiên chính là Mikan Ginger, đây là một tông cam cháy khá tươi mới và nổi bật. Tông màu cam ấm như vậy thì sẽ giúp bạn có được một đôi môi nổi trội, vẻ ngoài tinh nghịch và năng động hơn. Năm nay cũng là năm màu sắc lên ngôi nên là mọi người đừng ngại ngùng thử những màu sắc mới lạ như vậy nhé. Mang tông cam rực rỡ có undertone hơi ngả vàng. Màu này sẽ cần có makeup nhẹ đi kèm và hơi kém men răng nhẹ. Tuy nhiên với những bạn có nền da trung bình sáng thì dùng màu này vẫn rất là xinh và sáng da. Ngoài ra nếu như bạn thấy màu này hơi rực quá thì cũng có thể dùng kiểu lòng môi thôi cho nhẹ nhàng. Son lì lâu trôi Shuemura Rouge Unlimited Matte là kiểu son lì trung thực, chất son bơ mềm, mịn như nhung. Chất son là bước đột phá mạnh mẽ trong công thức son lì, là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lì thượng hạng và kết cấu mềm nhẹ như nhung, mang đến làn môi cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng suốt cả ngày dài. Dù là son dạng lì nhưng đây là một chất son mình cực kỳ ưng vì cảm giác môi mềm mịn mờ lì, không hề lộ bánh môi và như được nâng niu cưng chiều rất là êm mềm thoải mái. Cherry Cream tiếp theo đây là một tông hồng cam coral ngả hồng nhiều hơn. Đây là một tông son MLBB nhẹ nhàng cho những cô nàng mê sắc son hồng. Những ai theo đuổi phong cách tự nhiên nhẹ nhàng trong trẻo với lớp nền căng bóng, một ít má hồng ửng nhẹ và một đôi môi hồng ngọt ngào như mấy chị Hàn Quốc thì nhất định phải ghé qua em này nha. Đây là một sắc son ngọt liệm đáng yêu, nữ tính vô cùng luôn. Màu son này thì sẽ dễ dùng và sẽ hợp với đại đa số mọi tông da. Chỉ có những bạn có nền da hơi tối quá thì sẽ nên cân nhắc kỹ vì sẽ không hợp lắm. Hai màu tiếp theo mình swatch thì sẽ hợp hơn, cho nên là mọi người xem tiếp nha. Điểm nổi bật của chất son Shuemura chính là độ lên màu đậm rõ. Màu son lên môi chuẩn sắc chỉ sau một lần quẹt thôi nên mình đánh giá rất là cao. Với kiểu đánh lòng môi thì chỉ cần một lần quẹt son, còn đối với kiểu phu môi thì tầm từ 2 đến 3 lần là đã đủ rồi nè. Son nhà Shuemura thì có siêu nhiều màu đẹp luôn á, và chất son rất là thích. Mình đã sưu tầm rất là nhiều màu luôn rồi nên là mọi người cũng có thể tham khảo qua các video cũ của mình nha. Ok, tiếp theo đây chính là màu MRD163 Framboise Crush. Đây là một tông đỏ huyền thoại, cũng là màu bestseller của nhà Shu luôn. Mang sắc đỏ thuần base hồng cổ điển, màu son này thì sẽ hợp với mọi tông da và còn làm tông da trắng răng nữa. Đây là một màu son an toàn cho bạn nào chưa thử qua son Shu bao giờ, hoặc muốn mua một thỏi son mà chắc chắn đẹp cũng như là phù hợp để dùng với tất cả mọi dịp luôn đó. Phiên bản son giới hạn lần này thì có mùi hương matcha thơm dịu, rất là nhẹ và thoải mái thôi. Bạn nào mà là fan của matcha thì chắc chắn sẽ rất là thích cái mùi này nè.
Cuối cùng chính là Ume Mousse. Đây là một tông cánh hồng khô rất là xinh và nhẹ nhàng, trầm đậm vừa phải giúp gương mặt thanh thoát hơn. Tông hồng đất này rất là dễ dùng và không cần make up quá là cầu kỳ. Tuy nhiên thì màu này hơi ngả lạnh một chút xíu nên là những bạn có da tông ấm thì sẽ nên cân nhắc nha. Sẽ hơi kén men răng nhẹ một chút xíu. Còn lại thì mình thấy đây là một màu son rất là xinh và dễ dùng, với cả kiểu đánh lòng môi hay là phun môi đều rất là xinh và tây luôn. Chất son của em này thì sẽ hơi dây dính nhẹ một chút xíu khi mà sinh hoạt. Ngoài ra thì độ bám tầm 4 đến 5 tiếng đó, nhưng mà không ăn. Khi uống nước hay là ăn nhẹ thì vẫn sẽ bị trôi đi khá, nên là mọi người hãy nhớ đem theo son để mà giảm lại trong ngày nha. Nhân dịp sắp tới ngày 7 tháng 7 là kỷ niệm 1 năm Shuemura thành lập gian hàng trên Lazada, nên là sẽ có cực kỳ nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 7, khi mà mua son Shuemura phiên bản Sadaharu Aoki Paris này á, thì mọi người sẽ được nhận ngay bộ quà giá trị tới 630.000, gồm có kem nền mỏng nhẹ bền màu Shuemura Unlimited Foundation 50ml, một túi mỹ phẩm mini phiên bản giới hạn và một em son Shuemura mini size nữa. Rất là hờ luôn đúng không? Tất cả thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mãi thì mình sẽ để ở phần thông tin mô tả. Mọi người nhớ bấm vào xem để mà săn deal nha. Toàn là những sản phẩm xịn sò thôi đó. Ok, chốt lại thì đây là một phiên bản son giới hạn mình thấy rất là đáng mua, bởi vì thiết kế đẹp, mùi son matcha rất là thơm và màu son cũng rất là xinh nữa. Với chất son xịn sò và nựng môi của nhà Shu thì mình tự tin là ai đã thử qua cũng sẽ rất thích. Nên là mọi người hãy tranh thủ đợt sale này mà mua ngay đi nha. Ok, vậy là video ở đây cũng đã hết rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Mong là video này cũng đã hữu ích cho mọi người và happy online shopping. Nếu như mà mọi người thích video thì hãy cho mình một like và subscribe channel của mình nha. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.